Hi, xin chào mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã bấm vào xem video của em Kim Lý nha. Thì hôm nay tiếp tục review và báo giá xe cho cả nhà về dòng xe Exciter 155 phân khối ha. Thì có vẻ như là có nhiều gần đây á, cũng có nhiều anh chị em đã hỏi Lý là dòng xe E155 phiên bản ABS là sắp ra mắt rồi, thì liệu dòng xe này có nên mua hay không, và giá thành có xuống hay là có gì hay không. Thì Lý sẽ trả lời câu hỏi này trong video hôm nay ha. Và anh chị em mua xe thì có liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em Lý qua số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 ha. Đặt lịch mua xe trước được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe đi lại ha, cũng như là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng ha. Thì đầu tiên là đi vào với em xe. Đầu tiên là em ẹt màu xám xi măng mâm màu cam ha. Mẫu này thì là mẫu sơn 3D nha cả nhà. Em này là sơn lên kết hợp với màu cam này, cho em special edition ha. Bản này thì nó có hai phiên bản, là chỉ có thường và bản có smart key luôn. Với mức giá cho cả nhà là chỉ có 41.900. Trả trước cho Luyến chỉ cần 5 triệu là lên xe ha. Màu sơn thì cộng thêm cho Luyến 2 triệu là lên được màu sơn này ha. Tiếp tới là về màu xám, cũng là màu xám xi măng nhưng mà tem màu vàng nha cả nhà. Tem màu vàng này. Rồi em xe màu tím iPhone 14. Em xe màu xanh lục này, tím titan, màu đỏ trắng, trắng đỏ, màu xanh sữa, đó rất là nhiều màu sắc luôn cho chị em lựa chọn ha. Đó là một vài mẫu mà bên Luyến đang sơn lên cho cả nhà. Anh chị em ngoài những màu này ra thích màu nào khác thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo cho em Luyến ha. Còn trả trước có 5 triệu đồng thôi, và các công dân trên 18 tuổi là mua xe rồi. Thì Luyến này ha, thì đối với dòng xe bản ABS khi mà ra mắt ở nhà thì nhiều anh chị em sẽ nghĩ là giá xe nó sẽ giảm không, nhưng mà hiện tại thì giá xe cho người hiện tại là đang là giảm rất là mạnh được cả nhà. Thì có nhiều anh chị em nghĩ là đối với dòng xe E155 bản ABS khi ra mắt thì đối với những dòng bản cũ như là 2022, 2023 thì nó sẽ bị xuống giá đúng không, nhưng mà không nha. Tại vì những dòng đối với dòng xe máy ha thì nó luôn có xu hướng là trái ngược, tại vì khi mà có mẫu mới ra thì mẫu cũ sẽ bị bỏ mẫu, và khi bị bỏ mẫu rồi thì sẽ hiếm hàng, và hiếm hàng là xe sẽ tăng giá nha cả nhà. Đó là xu hướng của xe máy, nó khác với lại những sản phẩm như là điện máy nha cả nhà. Thì nên là chị em tranh thủ ha. Nếu cảm thấy thì điểm hiện tại là giá xe nó rất là bình ổn rồi, cũng như là giảm rất là mạnh rồi cả nhà, với mức giá chỉ 41.900 thôi. Liên hệ trước cho Lý được giảm thêm 2 triệu đồng nữa. Ngoài ra bên Lý có hỗ trợ là sơn độ theo cầu khách hàng. Anh chị em muốn sơn độ bất cứ màu nào thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo, hoặc là anh chị em có ở xa mà ghé được cửa hàng đi xe đò xuống có thể tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam này, hoặc là tới ngay Mỹ Phước 3, hoặc là tới ngay ngã tư Thượng Sao, alo trực tiếp để Lý đón mọi người và hỗ trợ ship toàn quốc cho khách hàng ở xa nha. Cảm ơn mọi người.